Well, very peaceful. Nhân với Hạnh thì đang doing gymnastic. Còn my dad just stepped out and it's very peaceful here. Buổi chiều vào November 2nd, 2018. Một buổi chiều nắng vàng. Nhìn mấy đứa này tập gymnastic, hy vọng ngày nào đó Nhân Hạnh cũng sẽ giống như vậy. There we go. Yeah. Mấy đứa này tập ít nhất cũng là 5-6 năm, có khi cả 8-9 năm. I love their body. They really work hard. Cái này tập lên từ nhỏ 5-6 tuổi tới giờ luôn. Hồi sinh đê, Nhân Hạnh sẽ được giống như vậy. Mỗi tháng 200-300 đô cho hai đứa. It's worth it if they become something like this. Their body is like something like this. Xe Nhân Hạnh trút ở đằng này. Trong lớp Ninja Zone. Nếu mà Nhân Hạnh keep doing like this, 5 years later, there will be something like these guys over here. Yeah, we go. Here, like this. Yes. Nhân với Hạnh working hard, khoảng chừng 5-3 năm nữa, at least 5 năm nữa mới thành gymnastic được. But that's the only way to go. I don't mind take them to, twice or three times a week here and get them trained and they become a real gymnastic.
Look at the Dean squat all over of his face. That's good. Thank you.